quý vị theo dõi tâm sự có tiêu đề: Giận bố chồng, vợ tôi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi hơn vợ những 16 tuổi. Ngày cưới em mới tròn 20, còn tôi đã 36. Có vợ trẻ nên tôi chịu lắm, và cũng xác định là em vẫn còn trẻ nên sẽ nhường nhịn. Có điều gần đây trong gia đình xảy ra một số chuyện làm tôi thấy hết sức khó nghĩ. Cưới xong, chúng tôi ở cùng với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi, tính ra gần bằng tuổi ông bà em. Hiểu được sự khác nhau giữa hai thế hệ nên tôi luôn cố gắng dung hòa trong các mối quan hệ. Giờ tôi lấy chồng nhưng chưa biết lo toan làm lụng gì nhiều. Không chỉ bếp núc dùng dày mà em còn rất vô tâm. Bố mẹ cao tuổi mà em cứ vô tư nấu mấy món như sườn sụn, cơm bò. Thức ăn thì em thích ăn giòn nên nấu cái gì cũng chỉ chín tới, không hề để ý tới bố mẹ chồng, mớm mém chẳng ăn được gì. Tôi mấy lần nhắc nhở thì em dỗi: em chỉ nấu được thế thôi, anh không thích thì em chẳng nấu nữa. Thôi thì để chiều em, tôi sắm mấy món mềm mềm trữ trong tủ, đi làm về là lao vào bếp tranh nấu để đảm bảo bữa cơm cả nhà vui vẻ. Em có cả một tủ đầy quần áo, mỗi ngày em thay đến 3-4 bộ. Đồ bẩn em cứ chất đầy giỏ, rồi cả tuần mới tống vào mới giặt một lần. Mẹ tôi bảo em còn phải phân loại quần áo, giặt chung như vậy nó phai màu, mà cũng không để lâu quá, 2 ngày giặt một lần cho đồ nó thơm tho. Vậy mà em cũng lý luận: con giặt thế quần áo vẫn thơm, có nắng, có nước xả giải là thơm hết mẹ ơi. Với cả quần áo của con toàn cái tốt, chẳng có cái nào phai cả. Từ hồi lấy em về, em không đỡ đần được hai cụ việc gì mà tôi thấy bố mẹ mình còn bận rộn hơn. Em mà nấu cơm một bữa thì mẹ tôi dọn bếp mất một tiếng. Nhiều lần bố chồng quét nhà, còn em thì ngồi xem TV. Quần áo thì nhắc em không được, mẹ tôi lại phải phân chia giặt phơi cho em. Em không đi làm, ở nhà tôi nuôi, nhưng mà cả ngày chỉ ở lì trên phòng chơi điện thoại, chứ chẳng bao giờ chịu chủ động giúp mẹ việc nhà. Buổi tối đi làm về thì em còn ở nhà ăn cơm, chứ buổi trưa em thường xuyên đi chơi với bạn bè, mặc kệ bố mẹ ở nhà làm gì thì làm. Hôm chủ nhật nhà tôi tổng vệ sinh, cả nhà hùng hục lau dọn thì em giặt được cái dẻ lại nhảy lên ghế ngồi ăn táo chơi điện tử. Mẹ tôi thấy vậy mới mắng em mấy câu thì em đã quả gốc: con là con dâu nên bố mẹ không thương con, soi mói con. Buổi tối tôi bảo em sang xin lỗi mẹ, nhưng nói thế nào em cũng không sang nên đành sang một mình. Mẹ tôi bảo thôi, hai vợ chồng ra ở riêng cho đỡ gia giảm. Rồi mẹ tôi cũng kể là vợ tôi lười ra sao, ăn xong cái bát cũng không thèm rửa, hơn nữa lại hay ăn mặc hở hang. Cái này thì tôi cũng nhắc em rồi, tôi bảo em ở cùng bố mẹ chú ý không mặc đồ ngắn, đồ hở quá, nhưng mà em vẫn bỏ ngoài tai. Tôi ngồi xoa dịu bố mẹ, cũng định êm rồi chuyển ra ngoài cho đỡ mất lòng các cụ. Ai dè tôi bảo em sang xin lỗi, em không đi, nhưng em lại đứt sau cánh cửa nghe lén xem có ai nói xấu hay không. Nghe đến đây em xông vào luôn loa: mẹ đuổi thì bọn con đi, con ở như vậy cũng khó chịu lắm, con làm cái gì bố mẹ cũng chê. Em nói với bố mẹ chồng bằng một giọng rất gay gắt và láo xược. Tôi bảo em im thì em càng hăng lên. Cuối cùng bố tôi quát em hổn, em giận dỗi liền chạy xuống dưới nhà bắt taxi về thẳng nhà mẹ đẻ. Đến giờ đã 3 ngày, tôi có nhắn em về thì bố mẹ vợ gọi lại mắng tôi. Mẹ vợ tôi cho rằng lấy tôi con gái họ Cổ. Mẹ vợ còn nói bố tôi dám chửi con gái cành vàng lá ngọc của bà, và bảo tôi khi bố mẹ tôi sang xin lỗi mới chào đón em. Tôi thấy yêu cầu của nhà gái quá vô lý nên tự ai cướp máy. Hiện tại không khí nhà tôi rất căng thẳng, mà tôi cũng khó nghĩ, nhất thời chưa tìm được cách cho em đẹp cả hai già. Các chị khuyên tôi phải làm như thế nào đây? Đây là kênh tâm sự của Radio Net News, là diễn đàn mở để chia sẻ các tâm sự, những nỗi niềm sâu kín của độc giả trên khắp cả nước gửi về. Hãy chia sẻ với chúng tôi những điều còn khúc mắc và bối rối để nỗi lòng dè vơi, cuộc sống thêm thảnh thơi các bạn nhé.